Con đói bụng quá. Con ơi, con có sao không? Trời ơi, nó đói quá nè. Nè, nè cô cho con bánh mì nè. Nè, cô cho tiền con nè. Cảm ơn cô. Nè, nước nè con. Tiền nè con, con cầm đi. Đi làm cha vậy mà vô lương tâm. Đã không cho con nhỏ ăn rồi mà còn đánh nhỏ nữa hả? Cô biết cái gì mà cô nói vô lương tâm hả? Hả? Má nó bỏ nhà đi theo trai, chứ đâu phải tại tôi đâu mà cô chửi tôi. Từ lúc mà mẹ con bỏ con với ba con, đem người ta suốt ngày ba cứ đánh đập con hoài à. Mày im đi, tao cấm mày nhắc cái thứ đàn bà hư hỏng đó. Cái thứ đàn bà bỏ nhà đi theo trai. Hùng, con làm gì ở đây vậy? Ông Sáu, ông bà cái trò gì ở đây vậy? Hai chơi con này là đồ dục dọc nè. Hai chơi con là đồ lừa đảo lừa nè. Lừa gì hả? Lừa gì cho mình nè. Lâu rồi. Người ta là tôi nè. Trả tiền cho chị. Trả tiền cho chị. Buông tôi ra. Bà làm gì vậy? Cô ơi, không phải vậy đâu. Bà buông tôi ra coi. Không phải vậy đâu. Bà tôi hoài vậy. Buông tôi ra. Xin cô bà đồng bọn hả? Cô đừng la như vậy. Bắt hai người ta tôi. Anh cướp. Không. Để lên. Ba. Để lên con. Không. Bắt nó, lấy cái vali lại, nhanh lên. Mày. Ông già. Đứng lại.